Chồng đại gia của Minh Hằng, Nguyễn Quốc Bảo là ai? Nhắc đến Minh Hằng, khán giả sẽ nghĩ ngay đến một nữ nghệ sĩ xinh đẹp và tài năng có thâm niên hoạt động nổi bật trong showbiz Việt. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Minh Hằng còn thể hiện sự đa năng của mình trong các lĩnh vực cô tham gia như ca hát, diễn xuất, đầu tư. Sau nhiều năm sống độc thân, Minh Hằng quyết định lên xe hoa với người bạn trai đã âm thầm gắn bó nhiều năm. Danh tính chồng Minh Hằng cũng vì thế được tìm kiếm nhiều hơn. Chồng của Minh Hằng tên là Nguyễn Quốc Bảo, anh hiện là phó tổng giám đốc của công ty dệt may ở Long An. Nam doanh nhân lớn hơn nữ ca sĩ 10 tuổi, cả hai bắt đầu mối quan hệ từ tình bạn và đã có 6 đến 7 năm hẹn hò bí mật và sẽ tổ chức lễ cưới đặc biệt vào ngày 18 tháng 6 tới đây. Cả hai đã hẹn hò từ năm 2017, nhưng đến năm 2019 cả hai mới chính thức công khai và được cộng đồng mạng phát hiện khi nữ ca sĩ đăng hình nắm tay. Minh Hằng lần đầu tiết lộ chuyện yêu đương với bạn trai vào năm 2017 trong một cuộc phỏng vấn, song vẫn kiên quyết giấu kín danh tính người đó. Đến năm 2019, Minh Hằng từng công khai khoảnh khắc nắm tay một người đàn ông. Đáng nói, sau đó nữ ca sĩ và vị hôn phu Quốc Bảo từng nhiều lần bị bắt gặp chụp ảnh ở cùng một địa điểm cùng nhau. Trước nhiều tin đồn bạn trai là đại gia, Minh Hằng từng phản bác rằng anh chàng chỉ là doanh nhân và không quá giàu có. Chia sẻ về tính cách của bạn trai, nữ ca sĩ tiết lộ anh là người vừa sâu sắc vừa vui tính, rất chiều chuộng cô. Những lúc Minh Hằng đi quay phim hay công việc, bạn trai cũng không ít lần hộ tống và đưa ra lời khuyên. Thêm vào đó, cô cũng cho biết bạn trai là một người khá dễ ghen tuông, dù vẫn cho phép Minh Hằng hoạt động nghệ thuật. Thậm chí có lần hai người đã cãi nhau to vì nữ diễn viên không chịu công khai chuyện yêu đương. Tuy danh tính chồng sắp cưới của Minh Hằng được dân mạng chia sẻ, nhưng cô cũng chưa một lần lên tiếng xác nhận. Còn bạn thấy như thế nào về chủ đề này? Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để cùng chúng tôi cập nhật thêm những tin tức showbiz đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.